Hello mọi người nha, hello anh chị. Hôm nay thì em làm cái bộ này ha. Này em sẽ phá cái bộ này ra để mà làm infill màu trắng lại nha anh chị nha. Và xong nữa là em sẽ đổi thành cái shape almond ha. Đây, em sẽ dùng cái đầu 5XC để mà mình tháo ra nha anh chị nha. Mình sẽ chạy hết cái bột này xuống, sau đó thì em sẽ dùng cái đầu mài để mà em sửa cái shape này lại ha. Cái đầu này răng nó mịn hơn chút xíu, nó nhỏ hơn xíu nhưng mà phá rất là nhanh nha anh chị. Xuống rất là nhanh bột. Đó, anh chị thấy rõ không? Cuối tuần rồi anh chị có đi đâu chơi không? Có làm cái gì vui không? Em thì vẫn làm livestream ha. Em vẫn vậy thôi. Xong. Đây anh chị thấy không? Rất là nhanh. Mình dùng cái đầu mịn này để mà anh chị chạy vệ sinh da. Và làm cho cái bột của anh chị nó sẽ ôm sát vô cái nail thiệt ha. Nó sẽ lại thiệt là lại xuống, mình apply tiếp tục cái bột khác lên. Xong rồi thì em sẽ dùng một cái đầu giấy nè để mà em sửa shape lại nè. Bây giờ mình sẽ đổi thành từ cái shape có phần shape nha anh chị nha. Có phần shape và mình sẽ đổi qua thành gì? Almond shape ha. Anh chị sẽ giữ cái nail chặt lại cho em nè. Anh chị sẽ đưa vô, đưa cái máy vô anh chị cắt nè. Đó, thì nó sẽ đổi qua thành cái almond shape cho anh chị ha. Mình sẽ cắt xéo bên góc này, anh chị thấy rõ không? Cắt xéo bên góc nè. Rồi, góc xéo bên này thì em sẽ đưa lên nè. Hôm rồi em có làm một cái live stream là hướng dẫn là từ cái almond shape nha, móng tròn thì đắp bột ra cho nó thành cái có phần shape, nhưng mà ngày hôm nay khách của em á họ muốn là đổi qua cái shape almond. Từ cái có phần mà đổi thành cái almond cho nó gọn gàng ha, cho nó không bị thô ha. Đó, thì anh chị chỉ cần tháo bột xuống, xong nữa là anh chị cắt thôi, đưa cái đầu nhám cho anh chị cắt cho em như vậy thôi. Bà này quen không? Quen không quý ông? Rồi bây giờ mình xếp nhẹ chút xíu nè, anh chị muốn xếp cũng được mà không muốn cũng được ha, muốn sao cũng được hết. Em thì em lấy vũa cây em vũa sơ sơ lại chút xíu để cho hai cái hông này nó không có bị bè ha. Vũa xéo đầu vô xíu nè, anh chị vũa ẩu khúc này cũng được đó. Khúc này thì mình cũng không cần phải vũa quá đẹp đâu anh chị, tại vì anh chị còn đắp bột lên nữa nha. Hello hello các anh chị em nha, hello mọi người nha. Giờ thì em sẽ bỏ rimmer, bỏ cái liên kết. Ok, bây giờ em sẽ đắp nha anh chị nha. Đắp mỏng thôi, tại vì cái bộ này khách của em họ không có muốn đắp dày đâu nha.
đó anh chị thấy không, thì anh chị chỉ cần dùng máy anh chị cắt xong rồi mình apply bột lên thôi là mình đã có được cái almond shape nha anh chị, rất là nhanh ha. Đây mình lấy cục bột nè, anh chị thả lên cho em nè, thả lên nhẹ nhàng đừng có sát cuticle ha, mình ôm nhẹ hai bên đẩy lên rồi xong lấy nước nè, anh chị sẽ đầu nhấn vô cuticle nè, nhấn đẩy nó vô nè, đẩy sát vô, sau đó mình sẽ đầu chỉnh lại hai bên nè, đưa bột đi xuống ha, dốc cái tay khách xuống nha anh chị nha. Xong nữa là em sẽ vuốt ha. Ôm hai bên vuốt nhẹ nhàng đi xuống nè anh chị. Chỉnh lại nhẹ đầu móng ha. Này anh chị thấy không? Rất là nhanh ha. Hello, hello mọi người, hello các anh chị em nha. Cái đầu móng thì chập nữa, khi mà làm fill xong em cắt lại cho nó đều nha anh chị nha. Anh chị sẽ ôm nhẹ hai bên đẩy bột lên nè, dốc tay xuống lấy nước, anh chị sẽ nào đập nhẹ đẩy vô chân móng nè. Đó. Ôm bột vô. Rồi sau đó mình sẽ lấy nước, anh chị sẽ là vuốt nhẹ ra. Lấy bột dư ra ha. Sau đó em sẽ lấy nước nè, em sẽ vuốt lại cái chân móng một lần nữa nha. Cho bột nó đi ra cho nó đều ha, cho nó mượt ha. Ở đây sao mà có cái gì xanh xanh ha, có hạt kim tuyến nào nó rơi vào đây. Không sao hết á, em sẽ chỉnh nhẹ lại hai bên nè. Xong mình dùng cái cây này mình sẽ lấy nó ra nha anh chị. Trời ơi có cái con gì nó vô đây nữa. Lấy cái hạt kim tuyến ra nha anh chị nha. Rồi cho vô chút xíu bột nè. Rồi qua ngón này ha. Lấy cục bột vừa phải thôi anh chị, thả vô nè. 1, 2, 3 anh chị sẽ từ từ ha, rút ra ha. Anh chị không có cần nhất thiết phải đặt cái cục bột nó sát cái cuticle đâu nha. Mình chỉnh hai bên, dốc tay xuống nè. Sau đó mình sẽ quay lên, mình sẽ nhấn nó vô nè anh chị. Vuốt nhẹ hai bên đi ra nè. Ok, rồi qua ngón này nha. Ngón này anh chị thấy nè, khóe rất là sâu luôn. Em sẽ làm hai cục nha anh chị nha, để cho cái khóe của mình nó đủ ha. Đẩy lên, đầu chỉnh bột đi xuống nè. Dốc tay xuống anh chị. Em sẽ vỗ nhẹ cái chân móng ha. Lấy bột dư ra nè, lấy nước và bắt đầu em sẽ vỗ hai bên, vuốt nhẹ bột ra.
Cái màu trắng này rất là đẹp ha anh chị ha. Rồi bên này em sẽ làm lại thêm một cục nữa nè anh chị thấy không? Tại vì cái khóe này nó anh chị mà không chăm sóc nó kỹ á thì nó rất là dễ bị hở nha anh chị nha. Nhất là khi mà anh chị làm những cái màu bột màu trắng này á, vuốt xuống ha. Rồi em sẽ dỗ nhẹ cái cuticle lại, vuốt xuống. Đây anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ dùng máy mình cắt bớt đi nha anh chị nha, cắt cho nó đều cái đầu móng rồi sau đó em sẽ dũa. Đây anh chị, em sẽ dùng máy nè, mình cắt bớt cái khóe nè, cái lộn cái đầu móng nè. Anh chị sẽ gọt cái đầu móng cho nó mỏng trước ha. Rồi bây giờ em sẽ dũa nha. Ôm nhẹ hai bên hông móng nè anh chị. Ôm nhẹ hai bên nha. Mình xếp khi mà anh chị đắp nó ra xếp rồi thì anh chị dũa rất là nhẹ nhàng thôi. Rất là nhanh nha anh chị nha, rất là gọn ha. Mở ra hai bên, mình sẽ ôm nhẹ hai bên hông chút xíu. Nghiêng cái dũa dưới gầm, dũa đầu móng nè. Rồi bắt đầu em sẽ dũa vô cái gầm ha. Dũa gầm thẳng hai bên. Và sau đó em sẽ bo lại cái đầu móng. Anh chị sẽ hơi nghiêng dũa lên bề mặt móng chút xíu nè. Cô khách này cũng muốn là cái form móng nó thon nha. Nó thon thì em sẽ dũa cái đầu cho nhỏ lại chút xíu nha anh chị nha. Đó, cho nó thon ha. Hello, hello mọi người, hello các bạn nha. Ôm nhẹ hai bên hông, ôm chút xíu thôi anh chị ơi. Tại vì cái form của em đắp nó đã ra form rồi. Dũa nhẹ đầu móng, dũa thẳng gầm móng. Rồi bắt đầu là em sẽ chạy dũa từ phải qua trái nè, từ trái qua phải nè anh chị thấy không? Nhẹ nhàng thôi, đưa dũa ôm nhẹ hai bên khúc này, hai bên hông nè. Đây. Đó. Rất là nhanh gọn lẹ nha anh chị nhé. Có
Có anh chị nào mình chưa có hiểu sếp này và chưa có dũa được sếp này không mọi người? Sếp này là một trong những cái sếp dũa rất là nhanh nha. Nếu mà anh chị hiểu về nó thì nó sẽ không có lệch. Đa số là anh chị bị dũa là nó lệch cái hông này nè, lệch về phía bên phải. Hello, hello mọi người, hello anh chị em. Đây, em sẽ chạy thiệt là sát cho anh chị xem nè. Để da nhẹ lên xíu ha. Cái ngón này là cái nail bed của nó gù sẵn nha anh chị nha. Nên là mình đắp á, anh chị thấy là mình đắp cái cục bột nó rất là mỏng. Nhưng mà ra xong cảm giác nó lại, anh chị thấy là nó có cái gù sẵn cái khúc này nè. Chạy chân rất là tròn ha anh chị ha. Cái đầu dũa em chạy chân rất là tròn nha anh chị nha. Anh chị nào chạy đầu dũa mà còn sợ á, còn sợ máy á, anh chị có thể sắm những cái đầu dũa này ha. Bên em có bán đầy đủ nha anh chị nha. Chạy rất là êm tay, không có bị tưng ha, và rất là tròn cái khóe luôn, nó không có bị mất bột anh chị. Đây, em chạy cho cái móng nó lài ra nè, thon ra nè. Nó không có bị cao nha, nó không có bị thô nha. Anh chị thấy không? Cái đầu dũa này chạy ra thì anh chị đâu cần phải búp phờ nữa đâu. Phết gầm, phết ơ đều được hết ha. Hello mọi người có ai có câu hỏi dành cho em không? Có anh chị nào mà chưa chạy khóe được không? Rồi, như anh chị thấy là cái mu nó hơi cao đúng không? Đó, nhìn ngang là anh chị thấy. Nhìn góc này thì mình không thấy, nhưng mà khi mà quay ngang quá là mình thấy liền. iPad nó bị cao. Bắt đầu em sẽ đầu hạ cái đầu mài ra, ngã cái đầu mài ra, ban cho nó ra nha. Tại vì cái iPad á, cái chỗ mà khơ nó nằm ngoài đây nè nha anh chị nha, chứ nó không phải là nằm trong này. Nên là anh chị đừng có đắp ở trong đó, nó bị dày quá. Nhìn cái móng nó bị thô lắm. Chung khi mà anh chị làm á, mà xong ra cái nail nó có một cái độ cong nhẹ giống như vậy là được nha. Anh dạy đắp đi anh hả? Ồ dạ, cái này nó vừa mới qua cái khúc đắp rồi. Cái này chắc cái like tiếp theo của em mới hướng dẫn đắp lại được nha anh Nguyễn Tùng nha. Giờ em làm cái này em tới bước dũa luôn rồi. Có gì anh Tùng coi phát lại giúp em nha. Hoặc là anh Tùng sẽ theo dõi em và coi cái live stream tiếp theo của em nha. Dạ, khúc sau em sẽ hướng dẫn anh chị đắp bột làm sao để mà ra được cái form dũa nó không bị nhiều nha anh chị. Với lại em cũng có hay làm những cái video ngắn á, những cái video mà ngắn, những cái thước phim của em á. Anh chị nào mà đang cần thì anh chị có thể lên trang của em để mà coi ha.
Đây, xong mọi người thấy không? Xong là cái cuticle của mình á. Nó rất là sạch luôn, rất là tròn, rất là mỏng luôn. Khi nào anh lên video dán tiếp, cắt tiếp chuẩn với đắp luôn. Ồ oh, dạ, dạ ok anh Văn Văn nha. Dạ cái like sau để em kiếm cái bộ mà new set á, em sẽ vệ sinh da rồi gắn tiếp ha. Ok anh Văn Văn luôn. Em sẽ làm từ A cho đến Á để mà anh chị theo dõi ha. Cái này em làm infill. Rồi anh chị nào mà có đang thắc mắc về những cái form á, ví dụ như form nào mà anh chị chưa làm được thì anh chị có thể để lại bình luận cho em nha. Để mà tiếp theo thì em sẽ làm cho anh chị xem nha. Rồi chỉnh nhẹ cái đầu móng lại nè anh chị, tại cái góc này là cái góc của khách họ sẽ dòm nè. Họ sẽ nhìn cái nail của họ theo góc này nè. Thì xong rồi anh chị sẽ quay lại góc này ha, để mà anh chị tách lại coi cái nail, cái móng, đầu móng mình nó đều nhau chưa nha. Đây. Rồi, buffer ha, buffer bỏ tốt nữa là xong, lụm. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Anh chị em nào mà cảm thấy hữu ích thì chia sẻ giúp em nhé. Cho em một cái nút chia sẻ. Cảm ơn em nha, cảm ơn Tường Vi, cảm ơn Văn Văn nha, cảm ơn anh chị em. Giờ bỏ tốt lên nữa là xong nha. Anh chị cố gắng làm sao anh chị apply bột cho nó đừng có bị mất form, đừng có bị bể sếp nhiều quá nè. Rồi xong nữa là chân móng cuticle anh chị làm sao cho nó mỏng, cho nó tròn, cho nó đừng có bị chèn lên da nè. Đó là những cái mà cái đầu tiên cái công việc của anh chị cần phải có đó. Những cái gọi là những cái quy chuẩn á mọi người, thì có thể ăn tiền được hay không, lụm tiền được hay không là những cái bước đó nha. Những cái bước vệ sinh da, những bước chạy khóe ha. Tại vì da mà nó tràn lên móng mà anh chị bỏ bột lên á thì nó sẽ bị hở. Rồi cái thứ hai nữa là anh chị cần phải hiểu về sản phẩm của anh chị, những cái hàng supply mà tiệm của anh chị nó đang có đó, anh chị hiểu về nó cho em ha. Cái bột. Rồi ok, hẹn anh chị vào một cái live stream tiếp theo nha. Anh chị nào mà về Việt Nam thì có thể ghé lớp em tham quan ha, liên lạc với em ha. Rồi ok mọi người, em đã chia sẻ xong cái infill móng nha, chuyển từ cái có phần qua thành cái almond shape và đắp một cục bột ha. Rồi xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã theo dõi cái live stream của em. Hẹn gặp anh chị vào một cái live stream tiếp theo của em nha. Em sẽ làm một bộ new set. Thank you mọi người, thank you rất là nhiều. Bye bye mọi người. Dạ cảm ơn nha, cảm ơn anh chị em nãy giờ đã theo dõi cái live stream nha. Cảm ơn mọi người. Thank you. Bye bye mọi người.